Dạ, chào giám đốc. Tôi là Hòa, chuyên viên marketing online mới của công ty. Công ty bà đang làm có phải là mỹ phẩm Ticos không? Đúng rồi. Giám đốc là Trương Ngọc Tuyết đúng không? Thì đúng luôn. Nhưng mà vụ gì? Ê, tại sao bà ly hôn vậy? Bà có con chưa? Có mấy đứa? Bây giờ ở đâu? Ở với ai? Ở với ba mẹ không? Bà làm gì mà bà hỏi dữ vậy? Thực ra là bà Tuyết là người yêu cũ của ông Hòa. Gì? Nè cô lao công, bộ cô ngủ ở trong này hả? Thân làm lao công mà để cho nhà vệ sinh dơ bẩn, hay là để tôi nói với chủ quán là nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở đây làm việc không ra gì, đuổi cổ cô, như vậy cô mới chịu? Đúng là cái thứ lơ ngơ. Cái hạng này mà không làm lao công thì làm được cái gì? Rất cảm ơn anh. Cuối cùng thì công ty cũng tìm được một người thẳng thắn và trung thực, hết lòng vì công việc. Em rất hy vọng anh có thể sát cánh bên em, giúp em sửa lại tất cả những gì đã sai trong khoảng thời gian qua. Thank you.